Tình trạng khan hiếm nước diễn ra căng thẳng ở cấp độ toàn cầu đến mức mà Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO đã phải kêu gọi cần phải giải quyết kịp thời. Lời kêu gọi được đưa ra trong bản báo cáo mới nhất về tình trạng nông nghiệp và lương thực thế giới 2020 này. Theo báo cáo của FAO, tình trạng thiếu nước đang ảnh hưởng đến hơn 3 tỷ người trên thế giới. Nguồn nước sạch hiện có cho mỗi người đã giảm hơn 20% trong 2 thập kỷ qua. FAO nêu rõ, thiếu hụt nguồn nước là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Bắc Phi và Tây Á, nơi mà lượng nước bình quân đầu người hàng năm đã giảm hơn 30% và hiếm khi đạt 1.000 mét khối, được coi là ngưỡng khan hiếm nước nghiêm trọng. Áp lực ngày càng tăng đối với nguồn nước đang đe dọa tới an ninh lương thực toàn cầu.